Xin chào mọi người, trai xinh gái đẹp xin chào các bạn. Anh ơi, bàn chân ngược như vậy có làm người xem nhức đầu không đó? Ồ, ngược rồi hả? Quay ngược lại liền nha. Vâng, quay lại ngay và luôn đi nha. Thôi anh ơi, anh làm gì vậy? Nhức đầu bỏ xừ. Một khóa học mới đã được bắt đầu rồi đấy các bạn. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần như thế nào cho khóa học này chưa? Khởi động cho khóa học này là một câu nói nổi tiếng của ông John Quincy Adams. Ông đã phát biểu một câu rất là xác đáng. Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thực sự đó. Các bạn suy nghĩ như thế nào về câu nói này? Hãy comment bên dưới để thảo luận với chúng tôi các bạn nhé. Các bạn có biết không, làm người lãnh đạo, người quản lý là phải gánh vác cả ba ước mơ. Ồ, không biết đó là ước mơ gì vậy ạ? Đầu tiên là ước mơ của tổ chức nè. Mà để đạt được ước mơ của tổ chức thì phải giúp nhân viên đạt được ước mơ của họ. Nhưng khi người quản lý giúp tổ chức và nhân viên đạt được ước mơ thì lúc này người quản lý mới đạt được ước mơ của chính mình đó các bạn. Nghe đến đây bạn thấy thế nào nè? Wow, tôi chỉ muốn thốt lên một câu thôi. Vai trò của người quản lý thật vĩ đại quá đi. Vâng vâng, đúng rồi các bạn. Con đường đi đến và đạt được ước mơ của họ luôn luôn có nhiều chông gai và rất là khó khăn, cần phải vượt qua đó. Các bạn ơi, hiểu thấu về những ước mơ này, các chuyên gia Balance đã cho ra đời khóa học tương tác với quyết trở thành người quản lý 5.000 đô một tháng. Tên khóa học nghe hấp dẫn quá nhỉ? Không biết là những bí quyết gì mà giúp người quản lý có mức lương tới 5.000 USD một tháng luôn vậy ta? Nào, cùng tôi và các chuyên gia Balance tiếp tục khám phá khóa học này nhé các bạn. Ok, con bê luôn.